Xin chào các bác, em là Tuấn Bắc Cạn. Hôm nay em tiếp tục về Long Tu Xuân này các bác này. Long Tu Lào loại này hoa đẹp lắm mà nó dễ thuần được ở tất cả các vùng miền của Việt Nam. Đây chính là lô còn lô cuối này, mấy chục cân nữa. Những cây này được em tỉa tót gọn gàng và loại bỏ những cây xấu dập. Phần cuối này nó tím tím, không phải thối nữa các bác. Long Tu Xuân này rất là dễ chăm. Bây giờ bắt đầu lứt nụ đấy, các bác qua Tết là các bác có thể chơi hoa rồi, tháng 3 là chơi hoa rồi. Đây cái lụ bắt đầu lứt ra. Long Tu Xuân em vẫn bán là 220.000 một cân. 220.000 một cân được nhiều phết đấy, một cân phải được tầm khoảng, nói chung các bác ghép một giò thì là một cân là được rồi. Các bác ghép thòng, Long Tu thì nên là ghép thòng như này, để sau này nó dài ra. Nó có thể dài ra đến cả mét rồi. Mặt hàng thứ hai là chi điệp tím. Đây còn chỗ này. Chỗ này còn có 7 lạng thôi. Được khoảng 7 khóm. Các bác nhìn thấy thân nó xanh không? Chắc là hoa đẹp đấy. Thân nó xanh, em thấy thân xanh lắm. Em bán cả cái lô 7 lạng này là 2 triệu. Đây, cái lô này em bán rẻ nhất là 2 triệu. 7 lạng đấy được 7 khóm. Các bác xem rõ hơn. Đây. Hàng nó rụng lá lợi cân lắm. Mà hàng thứ ba là em tiếp tục là kiều đây. Kiều Thái hoa sổ số đây. Những thứ mặt hoa không biết là hoa vàng hay là mỡ gà hay là tím nữa. Nó là kiều vuông, tất cả đều đang chuẩn bị lết lụ. Nó đang có những mắt ra đây. Kiều này hoa lở thì nó có một đặc điểm nhanh tàn, nhưng mà cái kiều này nó hoa lở sai và hoa đẹp lắm các bạn. Nếu mà lên ảnh thì đẹp kinh khủng luôn. Kiều em bán là 500 một chậu. Chậu này khá to đấy. Đây con này. Tầm khoảng hơn chục giả hành. Ôi, đây cái kiều này, nó cái kiếm này. Đây là chầm trắng các bạn. Chầm trắng đài đây. Được bên Thái họ trồng bằng cái bảng gỗ rất là chán. Nhưng bên đài họ trồng nhìn thích thật đấy. Họ trồng vào cái chậu dớn này. Ở trong họ toàn dùng dớn trắng mà cây xanh nét đẹp. Em bán 800 một chậu. Em có 4 chậu thôi. Chậu nào cũng đẹp hết. Thân nó vàng óng này. Hoa trắng tinh. Các bác có thể dựa trên những cơ sở này mà để bắt những phong lan nhà bác. Nếu mà có cái phi điệp nào mà thân nó được như này thì kiểu gì hoa nó cũng sẽ đột biến. Đó là cây, nó có những cơ sở về thân lá, cái cuống lá nó xanh sạch. Cái phần này nó vàng vàng và có những cái nhiều cái kẽ trắng rất là rõ ràng. Cái này bán 800 một chậu bác nhá. Nay về chỉ mấy loại, còn có chầm rồng đỏ hàng giống. Hàng giống cao được 20 phân. Đây, cao được 20 phân, thân nó to như đũa ấy. Một loại chầm này nó cây có thể cây trưởng thành có thể cao cả mét. Em bán là 100 một chậu như này. Đấy, 100 một chậu mua 10 tặng 1. Chầm này thân, nếu mà thân to của đẳng cấp của nó có thể đến hàng mét đấy các bạn. Còn đây là Châu Như. Châu Như hàng vẫn đẹp lắm. Đây các bác này, cao khoảng 6-7 phân này. Mặt hoa Châu Như thì không hồng thì không hồng, thì bệt nữa, không bệt nữa thì lại bệt cả cánh. Nói chung là màu của Châu Như cực kỳ đẹp. Và quan trọng hơn nữa là Châu Như nó nở vào Tết các bạn. Tết âm lịch ấy. Châu Như bán 120.000 một chậu, một cốc. Châu Như rất là đắt. Còn Hà Vĩ Thiên Cung thì cũng 120.000 một chậu. Thiên Cung thì một chậu được nhiều này. Đấy. Em tổng hợp lại một số mặt hàng, các bác lấy gì thì liên hệ em nhé. Long Tu là 220 này, chầm trắng là 800, chậu tầm 3-4 thân. Kiều là 500 một chậu. Phi đập tím là 7 lạng là 2 triệu. Châu Như là 120.000 một cốc và chầm rồng đỏ là 100 một cốc. Nếu các bác lấy hàng gì thì em nhé, mà chắc em phải chuyển phát nhanh nha các bác. Nó chậm giờ không được rồi. Chậm giờ lâu đến lắm. Sắp Tết rồi. Rồi, em cảm ơn các bác.